so bo tho kham tu tang ma mam so kha to phagavata thammo san de thi ko akali ko ehi basi ko opanani ko pa cha tang ve di ta po vin yo he ti na ti me saranang an yang thammo me saranang varang e te na sa cha wa che na ho tu me cha ya mang ga lang u ta mang ge na wan de hang tham man cha nu ve thang varang tham me yo kha le to do so tham mo kham ma tu tang ma ma so ma ti man no phang a wa to sa wa ka sang kho cho ma ti man no phang a wa to sa wa ka sang kho nya ya ma ti man no phang a wa to sa wa ka sang kho sa mi chi ma ti man no phang a wa to sa wa ka sang kho ya di dam cha ta ri mu ri sa yo ga ni a tha mu ri sa mo ga la e sa phang a wa to sa wa ga sang kho a hu nai yo ba hu nai yo da ki nai yo an cha li karan ni yo anu ta rang buon ya khe tang lo ka sa ti na thi me saranang an yang sang kho me saranang va rang e te na sa cha wa che na ho tu me cha nya mangalang u ta mang ge na wan de ham sang han cha nu ve tha ta mang sang khe yo kha le to do so sang kho kham ma tu tang ma mang wan da mi che ti yang sa pan sa pa tha ne so ba ti ti tang sa ri ri ka tha tu ma ha mo ti mo tha ro mang sa ka lang sa da sam bo the a tha we san cha do da san cha sa ha sa ke pan cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a ham te sam tham man cha sang than cha da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pha we na ham to sa pe u ma ta we aneka antaraya bewe na san to se sa to sam bo the ban cha man ya san cha cha tu we sa ti sa ha sa ke da sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham man cha sang tham cha da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pha we na han to sa pe u ba da we aneka antaraya bewe na san to se sa to sam bo the na wo ta ra sa te a tha ja ta li sa sa ha sa ke we sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham man ja sang khan cha da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pha we na han to sa pe u pa da we a ni ka antaraya mi we na san to se sa to sa pe pura ti ma ya ni sa ya sa ta a we ra su ki han to sa pe pura ti ma ya a nu ni sa ya sa ta a we ra su ki han to sa pe da ki na ya ni sa ya sa ta a we ra su ki han to sa pe da ki na ya a nu ni sa ya sa ta a we ra su ki han to sa pe ba ti ma ya ni sa ya sa ta a we ra su ki han to sa pe ba ti ma ya a nu ni sa ya sa ta a we ra su ki han to sa pe o ta ra ya ni sa ya sa ta a we ra su ki han to sa pe o ta ra ya a nu ni sa ya sa ta a we ra su ki han to sa pe o ba ri ma ya ni sa ya sa ta a we ra su ki han to sa pe he ti ma ya ni sa ya sa ta a we ra su ki han to sa pe sa ta a we ra han to su ki ta han to ni do kha han to a ya pa cha han to a ni kha han to ni kha yu ka
ni pa ya so ka pa ta cha ni so ka han tu sa pe ni ba ni no akasa tha cha phom ma tha ni wa na nga ma hi ni ka muốn nhắn đồ anu mô đăng tu chi răng ra khăn tu sa sa nang a ca sa tha cha phong ma tha đê hoa na ga ma hi ri ca muốn nhắn đồ anu mô đăng tu chi răng ra khăn tu nô ga ro a ca sa tha cha phong ma tha đê hoa na ga ma hi ri ca muốn nhắn đồ anu mô đăng tu chi răng ra khăn tu nhà yo akasa tha cha phom ma tha de wa na ga ma hi ri ka bun nyang no anumodan tu chi rang ra khan tu nya ta yo akasa tha cha phom ma tha de wa na ga ma hi ri ka bun nyang no anumodan tu chi rang ra khan tu ba ni no akasa tha cha phom ma tha de wa na bốn nhắn nô anu mô đăng tu chi răng ra khăn tu nô sa đăng y đăng vá ta nô bốn nhắn a sa vá khá giá vá hăng hô tu a na gá tê ca lê sa thu sa thu sa thu sa thu. Thời kinh Tam Bảo đã tụng xong, kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ giảng dạy bài học Pali ngày hôm nay. Chúc lớp học có buổi học an vui. Con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy Già, Nam mô Phật Mời Già, Nam mô Phật Thầy Già. Xin chào các học viên. Hôm nay thì chúng ta học tiếp bài số 3. Bài số 8 hôm trước mình có đó là sau phần lịch sử mình có phần thì quá khứ tàn từ điểm thời gian phần thì quá khứ hôm trước là mình đã học xong, giờ hôm nay mình sẽ học tàn từ điểm thời gian. Thì tàn từ điểm thời gian thường là đi chung với thì quá khứ sử dụng với thì quá khứ. Bây giờ mình xem một số tàn từ điểm thời gian ha. Đây là tạng từ chỉ thời gian. Cách sử dụng tạng từ chỉ thời gian là tiếng tạng từ ý nghĩa về thời điểm, dịp, lúc xảy ra hành động hoặc xảy ra sự kiện. Ví dụ như là khi vô các sắc các pháp Pariya thì rắc sắc rằng đã biết hôm qua vợ của người nông dân đã cúng dường Phật thực đến vị chủ lão. Thì ở đây mình có cái chữ đi vô là hôm qua là tạm từ chỉ thời gian. Tạm từ chỉ thời gian này nó có thể đứng ở đầu câu hoặc là nó đứng sau chủ từ hay hoặc nó áp thăm gì. Dạ con không biết sư ơi. Dạ phí thầm. Cứ động từ là cái gì? Là ú găng hin là ngôi thứ nhất. Cái động từ thì dạ. Đúng rồi, nhưng mà trước động từ là cái gì? Dạ học. Dạ thưa sư là học. Dạ học mà là ngôi thứ nhất xuống ngôi thứ, dạ ngôi thứ nhất cửa thì quá khứ. Cái động từ thì đúng rồi, còn từ abhithamma nè, abhithamma nó đóng vai trò lại gì? Cứ động từ lại gì? Dạ trước động từ là túc từ. Đúng rồi, trước động từ là túc từ gì? Tức là túc từ chia cách thứ mấy? Dạ thưa sư, chia cách thứ nhất. Trời ơi, túc từ sao chia cách thứ nhất, túc từ chia cách thứ hai. Cách thứ hai. Từ đó nay từ chia cách thứ nhất.
từ số con chữ hai. Dạ, dạ từ là chữ. Dạ, dạ thưa sư, dạ con cảm ơn sư, con hiểu rồi ạ. À. Dạ. Dạ đây, đất tự nhiên. Đây là con khác. Dạ bà sư, con có chat trên khung chat sư sửa cho con ạ. À. Bạch sư, con xin đặt câu Eka đi quá xăng sư. Ủa nó bị gì, chứ trở lại trưng không được à. Cái đi quá tăng đại chấp của ma rô đại chấp của ma rê hí thế qua vi mạnh tài dạng xong là cái chìm chút hỏi câu này cái sao nữa là một ngày nọ thái tử đã tham dự cuộc thi thế qua vi mạnh tài dạng thế qua vi mạnh tài dạng thế qua kim mang sai giác cùng với các phần từ khác. Câu này đúng không? Hãy sửa thử câu này coi. Dạ thưa sư, chắc con sai cái động từ rồi thưa sư. Rồi, sai động từ. Từ viết dạ. Sao đây? Samagacchi, Samagacchi. Samagacchi là được rồi. Dạ. Ở đây nên sử dụng thêm chữ căn khác đi. Dạ con cảm ơn sư ạ. Rồi. Còn chữ gì nữa, chữ căn khác. Tại thấy những có ai sử chữ căn khác không? Sư con có dịch cái câu ngày mai tôi nấu thịt heo. Con có sửa hết hả? Không biết làm được. Con có ghi trên đó rồi. Super at ham tắc chim. Con có sửa hết hả? Vô cái tin nhắn không được à. Bộ muốn vô tin nhắn là mình phải tắt hả? Dạ ở trên cái dạ ở trên cái đầu á sư, là khi mà sư nick vô thì nó có một cái thanh đi xuống á, giống như cái phần chat thì nó hiện ra cái chỗ mò ở trên á. Rồi nhưng mà nó cứ nó bị lỗi, con cũng bị lỗi, nó bấm không có được. Được. Nó kéo nhỏ ra được. Ừ, nó không đi, nó bị giật con, nó giật màn hình nó mới đi. Mới dần thì ra sa rằng phù chi sim tha
bây giờ chúng tôi đã cúng dường, đã cúng dường vật thực đến vị trưởng lão, à, rồi để có cái phòng của cô Trung Phi, Trung Phi. Là phải bấm cái chữ mo để một tí thì nó mới được. Còn mo chạy qua chát thì nó không kịp. Cái này xuống quê Á Hăng Bách Chinh Paraha. Paraha là gì? À. Cái từ đó là cái con heo, nhưng mà thịt heo mình biên sao xứ? Ừ, cái chữ đó Vá Hà Há là cái con heo á, nhưng mà bây giờ mình nói nấu thịt heo nấu làm sao? Không biết từ thịt heo. Bà ra hát thì theo chữ măng phát thôi, đâu có gì. À. Măng phát thôi, nhưng mà đẻ ở đây mình phải chia nó làm sao. Nhưng mà cái này dùng chữ ngày mai thì quá khứ nó không được rồi. Con này không xài được. À, cái này thì bị lai. Là cái thịt heo mình là bà ra hát khám sát này. Mai câu này không được ha, bỏ. Rồi thôi mình 4 câu ha. Bây giờ mình trả lại phần đọc phần qua. Ủa là sao? Bấm được chưa? Sao nặng nề với bài này quá vậy chưa? Rồi đây là phần đọc văn. Cô trong có hốt bài đã, nếu mà được copy về, copy về để trong can, để khi đọc bài như vậy thì nhiều khi ở trên đây nó rất là nhỏ, nếu mà mình có cái của mình thì mình xem cái của mình để mình đọc cho nó dễ. Nhiều khi ở trên đây sư bốt lên các tử mình thấy rất là nhỏ. Rồi sappe suppe sappa sippe suche ko raja kumaro katiya kulasa raja kumaro wate nisto pathama vayato veda hanthancha yuthasipancha uganthi so tayo vede paragu yuthasipe su che ko ahosi so hathi ah ta ta yu đức pini tê chành đề nghi kê tam mê tùng ê ca đắc phu sắc cổ tí ê ca đi hoa sàng so ra cha phu ma rê hi sắc hình tê pa hi măng sa yang sa ma gây chí a tha phô so ta yang chành đá sa ca la sa a sa sa đáp ma nê na anh nhê ra cha phu ma rê pa ra chê dí sắp quá xếp về su chê cô ra cha phu ma rô khát đi giá u la sa ra cha phu ma rô tòa tê na hi so bát tha ma quay giá tò quê đã gần thành cha du ta xếp thành cha u gần hi so tay vô quê đề bà ra gu du ta xếp về su chê cô a hồ sĩ to hát thi át xa ta yô đúc phí ni tê chân đề mi ghê đá mê tùn ê gà đá thú sắc cổ tí ê gà đi quá sẵn so ra chá khu mà rê hi sạc tình tê phá huy măng xa yăng xa mạ gái chi át thá khô so ta yăng chân đá xa ca lát xa át xa xa đá mạ nê ná anh nghe ra chá khu mà rê phá ra chê xí. Rồi mời lớp giơ tay lên để mình đọc bài này, đoạn văn ngắn cho nên đọc hết luôn ha. Con xin mời Phật tử Kim Cúc mà.
Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Sapa sape su cheko raja kumaro khatiya kulasa raja kumaro hutoa tenahi hi so bathama wa yato veda gang thành cha yutha sipancha uk gang hi so tayo vede Baragu Yutha Sipesu Cheko Ahosi So Hathi Asa Dayo Dup Bini Te Chande Mige Dame Tung Eka Dathu Sakoti Eka Diva Sang So Raja Kumarehi Sakthin Sipa vi mang sang samagachi athako so tayang chandasa kalasa asasa damane na ane raja kumare bara chesi. Thưa sư xin hết. Con xin mời Phật tử Phương Tây ạ. Dạ con xin đọc. Cái màn hình kéo xuống tí xíu sư thượng thưa. Sa bác sĩ Bishu. Còn động trong cuốn sách này thưa, nhưng mà nó bị khác cái khúc dưới á. Nó không đúng. Sa bác sĩ Bishu Jekho ga yak khu maro. Khati yak khu lassa ga yak khu maro. Khut toa te na hi so. Bát tha ma va va yak to. Vệ đắc gần thành chắc, yut tha si bàn chắc, út gần hí, so tích năng. Vệ đa năng, bạc rắc ru, yut tha si bê su, chê cô, a hô si. So hát thi, át xa tách vô, bút bình, ni tê, chan đê, mít ghê, đắc mê tùm, e khát đắc thú, sắc. Hồ tí e kha dik vat sang so ra yak khu ma gre hi sak thim sit bat vit mat sam sak ma yak chi at tha kho so tay yang sen dang kha lang at sang da ma ne nak ane ra yak khu ma gre bát già dê xí. Dạ con xin hết rồi. Ở trong đây nó còn thiếu nhiều. Dạ con xin mời cô Diệu Bảo à. Dạ con xin đọc đoạn văn. Sa bát xí bê xú chê cô ra chá cúng mà rô khát tí giá cú lá xá ra chá cúng mà rô hú tòa tê ná hí xô bát thá mái quá giá tô về đá gần thành chá yết thá ship bánh chá úc gần hí so tá vô về đề bà rá ngu yết thá ship bê số chê chê khô á hồ xí so hát thì á xà đá vô đức phí ni tê tràn đề mi ghê đá mê tùng ê cá đá thú sắc cô tí ê cá đi quá sang sô ra chá cú mà rê hí sắp hình ship ba quy măng sằng sa mà gác chí á tá khô sô tà dằn chanh đá xá cà lá xá á xá xá đá má nê ná anh nhề ra chá cú mà rê bá ra chê xí. Con xin hết ạ. Dạ con xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ bạch sư con xin đọc đoạn văn ạ. Sáp bá xíp bê xú chê cô ra chá cú mà rô khát tí giá cú lá xá ra chá cú mà rô hút tòa tê ná hí xô
Bát thá má quá giác tổ quê đá gần thành chá gút thá xếp bằng chá út gần hí sô tay dô quê đề và ra gú và ra gù gút thá xếp về xú chê cô a hồ xí sô hát thị ác xa ác xa đá dô đúc bì ni tê chàn đề mít ghê đam mê tùng ê cá đắc thú sắc cô tí ê cá đi qua sân sô ra chá cú mà rê hí sắc thình xíp bào quy mâm xăm xa mà gác trí ác cá khô sô tài dân chàn đá xá cà lá xá ác xá xá đá mà nề ná anh nhề đà chá cô mà rề bà ra dê xí. Dạ sư có thư con xin hết ạ. Con xin mời Vương Tử Thạch Nguyễn ạ. Dạ, thưa con kính thỉnh lễ sư, con xin phép được đọc bài Sapasipesu Cheko Rajakumaro Kati Yatsuka Lassa Rajakumaro Uttwa Te Nahisu Patama Wa Yatu Vedakan Tha Vedatan Cha Yutta Sipan Cha Uga Uganhi So Ting Nang Vedat Vedanang Paragu Yutta Sipesu Cheku Ahosi So Hati Asa đã yo dupinite chande mikke dame tum ekat tat thu sakoti ekat di wasang so raja kumarehi satim sipanwi sipawi mang sang samagati atako so tayang chandasa Kaslasa asasa dhammanena anye rajakumare parajesi. Dạ thưa con xin cảm ơn. Con xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Sapasipesu cheko rajakumaro khattiya kusal kulasa rajakumaro hutwa tena hi so patthama quá cha giá tô quê đá gần thành chá rút thá ship pan chá úc gần hí so tá dô quê đề para gu rút thá ship bề sú chê khô á hồ xí so hát thí át xa đá dô đúc bình nít đúc bí ni tê chăn đề mí ghê đam mê tum ê cá đắt thú sắc khô tí ê cá đi quá sằng sồ ra chá của mà rề hí sát thâm xíp bá vi măn sằng sa mà gách trí át thá khô sồ tà rằng chăn đá xá cà lá xá á xá xá đam mạn nề ná anh nhề ra chá cú mà rề para chê xí. Bạch sư con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Các bá xích tê xú chê cô ra chá cú mà rồ khách đi giá cú lá xá ra chá cú mà rồ cú tòa tê ná hí sô và tham lao quá giá tô quê đá tăng thanh trá xuất thả xích tăng trá xuất tăng khí sô ta dô quê đề ta ra vù xuất thả xích tê số tê cô á hô xí sô hát thi ách xa đá dô đúc bí mi tê chân đề mi về đá mê tung ê cá đắc thú các cô tí e qua đi qua sang so ra cha cú mà rê hí
chép thiên xích đạo quy văn sanh giả na các chữ a thá hô sô ta văn chân đắc xá ta lắc xá ép sắc xá đã má nê ná anh nghe ra trả của ma rê tá ra chê xí. Được, thưa sư con xin hết ạ. Dạ cô xin mời Phật tử mang cái đó nên đi ạ. Dạ thưa sư con xin đọc Sapasipesu Cheko Raja Kumaro Khatiya Kulasa Raja Kumaro Hú Tòa Tê Ná Hí Sô Bách Thá Má Vá Giá Tô về đá ghét thá chá vú đá xíp bàn chá u gần nhí sô tìm năng về đà năng ba ra gu vú đá xíp bê xú chê cô á hồ xí sô hát thi á a đá vô đú bí ni tê chá dê mí ghê đá mê tùng ê cá đá thú á sạc xá cô tí ê cá đi quá sang sô ca chá cú mà rê hí xá xá hình Sĩ ba vi măng sang sa ma gác chí a tha khô sô ta văn ca văn ca văn a sang đá ma nề ná a nề ra cháp cú ma rê ba rê sê chê xí. Dạ thưa sư xin hết. Cô xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Sapa Sipesu Chiko Raja Kumaro Khati Yaku Lassa Raja Kumaro Hutua Tenahiso Patha Mawa Yato Veda Gangthancha Yutha Sipancha Uganghi Shotayo Vede Paragu Yutha Sipesu Cheko Ahosi So Ati As Sadayo Dupi Nite Kande Mige Damatung Eka Datu Sakuti Eka Diwasangso Raja Kumarehi Sakting Sipa Wimangsang Samagachi Atakoso Tayang Kandasa Kalasa Asasa De Matnena Anye Raja Kumare Pakra Jesi. Dạ bà sư con xin hết. Dạ con xin mời Phật tử Tiên ạ. Dạ thưa sư xin đọc Sepe Sipesu Cheko Rajaku Maro Khati Yaku Lashe Rajaku Maro Hutoa Tenehi So Bethe Me Wa Yato Wede Gan Thanche Yute Sipanche Út gần hí, sô, tê dô, quê đê, bà rê ru, dứt thế, xíp bê xú, chê cô, é hô xí, sô, hát thi, ách xe đê dô, đúp bí ni tê,
chân đề mỹ ghê đem mê tùm ê cá đáp thú sắc cô tí ê cá đi quá răng sô ra trái cú ma rơ hí sắc hình chíp bé quy măng răng xem mà gắt trí é thái khô sô tài dân cần đất xé kè lát xé ách đất xé đem mê nền né anh về ra trái cú ma rơ bá ra trời xí. Dạ thầy sư xin hết. Dạ con xin mời Phật tử Ngọc Trân ạ. Dạ thưa sư con xin đọc sát bá xíp bê số chê cô ra chá cú ma rô khát tí giá cú lá xá ra chá cú ma rô ú tòa tê ná hí tô bá thá má quá giá tô quê đá gan thành chá chú thá xíp bàn chá út gan hí sô tì năng quê đà năng bà rá gù chú thá xíp bê số chê cô á hồ xí sô hát thị á xà đá dồ Pini te chan de mi ghe đam mê tùng e ca đá thú sắc cô tí e ca đi quá sang so ra cha của ma re hi sát thiên si ba quỳ mặn sang sa ma gác trí a tha khô so ta yang chan đá xá ca lá xá a xá xá đam ma nề ná an nhề ra cha của ma re ba ra chê xí. Để thưa xin xin hết. Dạ, cho con hỏi cô Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, thưa sư hết rồi ạ. Bây giờ chúng ta tìm thứ nhất là tìm gì nãy? Tìm các động từ ở thì quá khứ. Thứ hai là tìm trạng từ chỉ quá chỉ thì quá khứ. Trạng từ thời gian à. Rồi bây giờ chúng ta tìm động từ ở thì quá khứ này. Bạch sư, con xin tìm được hai động từ ở thì quá khứ ạ. Dạ, thứ nhất là chỗ câu ê cá đi quá sang so ra chá của mà rê hí sát thêm xíp bá quy măn sang sa ma gách trí ạ. Đó là đã tham dự. Và từ thứ hai là từ para chê xí là đã đánh bại ở câu cuối ạ. Có thầy sư dạ. Ai tìm thấy động từ nào nữa? Thưa sư con tìm thấy động từ ú gan hí sư ở câu đầu tiên. Ú gan hí câu đầu tiên. Rồi còn không? Còn nữa không? Rồi bây giờ tìm thử trạng từ chỉ thời gian thôi. Dạ, bạch sư con tìm được hai trạng từ chỉ thời gian là ê cá đi quá xăng và át thác khô. Ê cá đi quá xăng. Rồi còn nữa không? Dạ á hồ xí là sơ quá khứ sơ động từ. Chê. Rồi động từ á hồ xí Phật là quá khứ. Rồi đó là các động từ chỉ thời gian với lại trạng từ chỉ thời gian với động từ chỉ Phật. Rồi chúng ta qua phần này ha. Bây giờ chúng ta sẽ tìm chuyển sang phần bài tập. Phần bài tập. Bài tập số 8. Tập bây giờ chúng ta sẽ đọc. Đọc phần bài tập trước. Đọc phần bài tập trước rồi sau đó sẽ có đủ thời gian chúng ta sẽ sửa.
Và đây mình có 5 câu bài tập của số 8. Câu 1 đó là Rajakumaro Pathama Vajato Veda Gan Panja Yuthasip Panja Siddhi. Câu số 2 đó là Athako Sukhu Dana Rajasak Rajaputo Pramanehi Veda Gan Hang Pukgan Chi. Câu số 3 đó là Ekadivasang Tipata Rajakumaro Rajanagare Tipa vi mang sang samagachi. Câu số 4, Brahmana Rajakumara sa Veda gan thanh. Veda gan thanh chá. Thathata yu chá qua trình su. Câu số 5, Siddhatha Rajakumaro chá Rajakumara chá. Veda gan thanh qua anh nhá. Thathata yu qua út gần hi su. Rồi đó là 5 câu bài lớp đọc bài tập trước đi, 5 câu bài tập trước rồi sau đó nếu còn thời gian chúng ta sẽ sửa ha. Trong bài lớp đọc bài tập. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư con xin đọc 5 câu bài tập ạ. Câu thứ nhất, Rajakumaro Pathama Vajato Veda gan thanh chá Yuttha Sipancha Sikhi. Câu số 2, Athako Sutto Dana Raja Rajasa Rajaputo Brahma Nehi Veda gan thanh Ugganhi. Câu số 3, Ekadivasang Siddhatha Rajakumaro Rajanagare Sipawi Vamsang Samagachi. Câu số 4, Brahmana Rajakumarasa Veda Gan Thang Chá Sattha Tayo Chá Qua Chá Nhim Sú. Câu số 5, Siddhatha Rajakumaro chá Rajakumara chá Vê đăng đăng thăng Qua anh nhà Sát thá tà vô Qua út găng hình xú. Dạ, cô sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời cô Tu Nữ Diệu Bảo. Dạ, con xin đọc bài tập dịch từ Bali sang tiếng Việt ạ. Câu thứ nhất, Rajakumaro Pathama Vajato Veda gan thanh chá Yuttha Sipancha Sikhi. Câu số 2, Athako Sutto Dana Rajasa Rajaputo Ramanehi Veda gan thanh Úc gan hí. Câu số 3, Ekadi Vasang Sap Siddhatha Rajakumaro Raja Nagare Sipawi Mangsang Samagachi. Câu số 4, Ramana Rajakumarasa Veda Gan Thang Chá Sattha Tayo Chá Qua Chá Dinh Sú. Câu số 5, Siddhatha Rajakumaro Chá Rajakumarasa Quê đá gần thăng, quà anh nhá, sát thá tà vô, quà út gần hí, hình xú. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phương Ti. Dạ con xin đọc. Câu số 1, Rajakumaro Pathama Vajato Quê đá gần thăng chắc Yuthasi Si Ban Chắc Sikhi. Câu số 2, Athako Sutto Dana Dana Ga Yaksa Ga Yakputo Ramanehi Vedak Gan Thanh Ut Gan Hi. Câu số 3, Ekadik Vassang Siddhatha Ga Yakumaro Ga Yakna Rakre Sipatvi Maksam Samegachi.
Câu số 4. Pramana Ramana Gayakhu Magrasa Vedak Gantha Chak Satha Tayo Chak và Chak Chim Su. Câu số 5. Siddhartha Gayakhu Maro Chak Gayakhu Mara Chak Vedak Gantham và Anasatha Tayo và Utgan Him Su. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Câu thứ nhất. Raja Kumaro Patha Mawa Chayo Veda Gan Thang Cha Yutha Sipan Cha Sikhi. Câu số 2. Atako Sutho Dana Rajasa Raja Puto Brahmanehi Veda Gan Thang Ukganhi. Câu số 3. Eka Diwasang Siddhartha Raja Kumaro Raja Nagare Sipa Vimansang Samagachi. Câu số 4. Brahmana Raja Kumarasa Veda Ganthang Cha Satha Tayo Cha Vaja Jinsu. Câu số 5. Siddhartha Raja Kumaro Cha Raja Kumara Cha Veda Ganthang Qua Anya Sata Tayo Qua Gan Hinsu. Dạ bác sư con xin hết. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa con kính bạch lại sư, con xin phép được đọc bài. Raja Kumaro Patthama Vajato Vedakan Thang Chak Yuttha Sipan Chak Sikhi Atako Sutho Dana Raja Sat Raja Puto Brahman Nehi Vedakan Thang Uganhi. Câu số 3. Ekadi Vaisang Siddha Siddhartha Raja Kumaro Raja Nagare Sipa Vi Mangsang Sama Gachi. Câu số 4. Brahmana Raja Kumarasa Vedakan Thang Chasattha Tayo Cha Hòa Cha Yim Su. Câu số 5. Siddhartha Raja Kumaro Cha Raja Kumara Cha Veda Gan Thang Hòa Anya Sattha Tayo Hòa Ukan Yim Su. Dạ thưa con xin cảm ơn. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư con xin đọc bài dịch Pali sang tiếng Việt. Câu thứ nhất ạ. Raja Kumaro Patha Ma Vajjato Veda Gan Thành Chá Rút Thá Sipan Chá Xích Khí. Câu thứ hai ạ. Athako Sutho Dana Raja Sá Raja Puto Brahma Ma Nehi Veda Gan Thành Út Gan Hí. Câu số ba. Eka Diwa Sang Siddhartha Raja Kumaro Raja Nagare Sipa Vimansang Samagachi. Câu số 4. Brahmana Raja Kumarasa Veda Gan Thành Chá Satha Tayo Chá Qua Chá Dìm Sú. Câu số 5. Siddhartha Raja Kumaro Chá Raja Kumarasa Veda Gan Thành Qua anh nhá sát thá tài dồ hòa úc anh hình số. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư xin đọc bài dịch sang Pali tiếng dịch Pali sang tiếng Việt. Câu thứ nhất. Ra trái cú mờ rồ
Bathamawa Yato, vừa đã gần thành trá, giúp thế, chip bần trá, chích khí. Câu số 2, Athako, chút thù đá, ná, rê trá, rách xá. Ná trà, ná rà, rách xá, rê trá bút tù, râm mê nê hí, vừa đã gần thành, bút gần hí. Câu số 3, ê cá đi quá sân, chích đất thá, thà, chích đất thá, rà trá cú mà rồ, rà trá nà gá rời, chích bá quy măng sân, xa mà gách chí. Câu số 4, rà mê nà, rà trá cú mà rách xá, quê đá gách thân, quê đá gành thân, chá, xá thá, tài dù, chá, quà chá, dìm xú. Câu số 5, chích đất thá, rà trá cú mà rồ chá, rà trá cú mà rà chá, quê đá gành thần, quà, anh nhà, xá thá, tài dù, quà, út gần, dìm xú. Dạ thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc Ba Di Dịch Thanh Chí Việt ạ. Câu số 1, Ra Chá Cú Mà Rô Ba Tha Ma Quát Ra Tô Quê Đa Văn Thân Chá Tức Thá Xích Tân Chá Xích Khí. Câu số 2, A Thá Khô Tức Thô Đà Na Ra Chát Xá Ra Chá Cú Tô Ra Má Nê Hí Quê Đa Văn Thân Phúc Tân Chí. Câu số 3, Ê Cá Vi Hoa Săng Tức Thá Thá Ra Chá Cú Mà Rô Ra Chá Má Lá Rê Tích bá vi măng săng, xá la tất trí. Câu số 4, ram mã nà, ra chá cú ma rách xá, quê đá găm thanh chá, thá thá ta dô chá, qua chá viên xú. Câu số 5, tích thách thá ra chá cú ma rô chá, ra chá cú ma ra chá, quê đá găm thanh qua. Anh nhà sách thả và dồ qua quốc văn hình số và thư sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thư sư con xin đọc năm câu dịch Bali sang tiếng Việt. Câu thứ nhất, Ra chát cú ma rô Bá thá má quá giá tô Về đá găng thanh chá Yutha Sip Pancha Sip Khí Athako. Câu thứ hai, Athako Sutho Dana Rajasa Rajabutto Brahma Nehi Veda Ganthan Uk Ganhi. Câu số ba, Eka Diva Sang Sithatha Rajakumaro Raja Nagare Sipa Vimansang Sama Gachi. Câu số bốn, Brahmana Raja Kumarasa Veda Ganthan Chá Sattha Tayo Chá Va Chá Dinh Su. Câu số 5, Siddhartha Raja Kumaro Chá Raja Kumara Chá Veda Ganthan Thang Qua Anya Sattha Tayo Qua Úc Gan Hình Su. Thưa sư xin hết. Phật tử Phùng Điệp. Thôi đừng nói chuyện, đọc một chút. Dạ, thưa sư, con xin đọc 5 câu Bali dịch sang tiếng Việt. Câu số 1, Ra chá cú ma rô bát tha má quá vô bát tha vô Về đá găng thanh chá Dút thá xích Xích bèn chá xích khí. Không biết nổi, mở mít rồi nè, vừa mít. Câu số 2, Áp thác khô Sutho Dana Rajasa Raja Butto Dhamma Nehi Veda Gan Thanh Uk Gan Hi. Câu số 3, Ekadiwa Sang Sithaptha Raja Kumaro Raja Nagare Sipa Vimang Sang Sama Yachi. Câu số 4, Ramana Raja Kumarasa
Về đá găng thanh chá sát tha ta dù chá và chá nhìn xú. Câu số 5, xí thấp thá ra chá cú mơ rô chá ra chá cú mà ra chá. Về đá găng thanh và anh nhá sát tha ta dù và u găng hình xí hình xú. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ có còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? Xin mời Phật tử mang cái lá nan đi. Dạ thưa sư xin đọc. Ra chá cú ma rô bá tha ma va gia tô về đa gia tha chá dú đá xí bành chá xí khí giá. Câu số 2, á thá khô su đồ đa ná ra chá xá ra chá bút tô ram ram má nề hí về đá gá thằng út gà nhí. Câu số 3, ê cá đi quá sàn si đặc ta ra chá cú mà rô ra chá ná gá rê si ba vi măng sàn xá mà gác chí Brahmana gác cha cú mà rác xá về đá gá thá chá xá thá tà dô chá và chá chim xuống siêu tá ra chá cú mà rô chá ra chá cú mà ra chá về đá gá thá gá thằng và á na sát thá tà dô và ú gà nhí xú. Dạ thưa sư xin hết. Dạ thưa sư xin đọc. Ra chá cú ma rô bá thá má quá giá tô đều quê đá gan thành chá chú thá xí bằng chá xí khí. Câu 2, á thá khô xuất thô đá ná ra chá xá ra chá bút tô bram má nề hí quê đá gan thành út gan hí. Câu 3, ê cá đi quá sẵn xí đá thá ra chá cú ma rô ra chá ná gá rê xí bá quy măng sẵn xá mà gá chí. Câu 4, ram má nà ra chá cú ma rá xá quê đá gan thành chá sát sát thá tà dô chá và chá diên xú. Câu 5, si ta thá ra chá cú ma rô chá ra chá cú ma ra chá quê đá gan thành chá và anh nhá sát thá tà dô và út gan diên xú. Dạ thưa sư hết. Dạ có còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa sư hết rồi. Rồi bây giờ em đi sửa bài tập. Đâu có bài tập này không ạ? Dạ Long xuống rồi sư. Dễ hả? Dạ. Vậy đã có chị con sư. Có chị từ bài tập sẵn chưa? Dạ rồi. Bạch sư con xin sửa câu số 1. Dịch câu số 1. Dạ rồi sư. Bốt lên sửa bài tập cho nó. Dạ dạ. Dạ bà sư con xin sửa câu số 2. Dạ bạch sư con xin sửa câu số 4 ạ. Con xin sửa câu số 3. Dạ. Yeah, thưa sư con xin sửa câu số 5. Ta có thể ghi trước cho mình chán cũng được. Vậy giờ con ghi vô. Câu số 1 nè Trân.
Dạ từ từ cô. Dạ rồi. Từ thuở ấu thơ, Thái tử được học kinh Vệ Đà. Được học kinh có chưa được nữa con được học không dạ yeah. Và các nghệ thuật kiếm cung. Dạ rồi. Dạ rồi. Tới câu 2. À, tôi đang đánh nè. Chịu vệ chứ không phải lại đánh không được chịu vệ. Thì cô cứ đánh đi, thì con sửa lại chính tả đổi. Tôi chuyển vô rồi đó Trang. Dạ, tôi chuyển dạ. Rồi đó, cũng có sửa cái dùm cái chịu vệ thôi. Thấy chưa ạ? Dạ, dạ để con mở. Chứ không được tôi đọc luôn này nghe chắc. Của cô á hả? Của cô sao câu 2 đấy, con thấy là cô. Con thấy là cô. À. Sửa giùm chữ vệ ha, chữ vệ nó là chữ ve. Dạ. Chữ vệ. À, vệ đà. À, đúng rồi. Sửa giùm chữ vệ. Chữ bà la môn chữ bà có chơi viết hoa mà nó không ra hoa. Chữ bà, bà viết hoa. Viết chữ bờ hoa. Yeah. Câu số 3. Câu số 3 Trân viết giùm cô. Một ngày nọ Thái tử Siddhartha đã tham dự cuộc thi tài nghệ tại hoàng cung. Thái tử Siddhartha đã tham dự cuộc thi tài nghệ. Cuộc thi tài nghệ.
tại hoàng cung. Hết. Câu 4 cô làm sai Trân ơi. Cô dịch không có được cái chữ đó, cô đánh đại luôn. Trân sửa giùm cô đi Trân. Dạ. Con thấy có 4 có người sửa rồi không? Cô không biết đúng không nữa, cô dịch đại vậy. Dạ thưa sư. Dạ thưa sư. Đã xong hết chưa? Dạ thưa sư, xong rồi. Rồi. Bây giờ mình coi 5 câu bài tập tiếng Việt nè. Bali này để chúng ta nghỉ ha. Thở ấu thơ thái tử được học kinh điển Việt ra còn nghe tiếng cung. Bài này là đang thi quá khứ cho nên mình thêm cái chữ đã vô đi ha. Từ thở ấu thơ thái tử đã được học kinh điển Việt ra bằng nghệ thuật kiến cung. Rồi thứ hai, Athakho Sutho Dana Raja Kuto Brahmanehi Vida Veda Gan Thang Ugan Thi. Lúc bây giờ Hoàng Nam của Vũ Tịnh Hoàng đã học kinh điển, đã học kinh Veda từ các Bà La Môn. Rồi câu số 2. Rồi cho ba cô qua đi. Một ngày nọ, thái tử Siddhartha đã tham dự cuộc thi tài nghệ tại hoàng cung. Thái tử Siddhartha đã tham dự cuộc thi tài nghệ tại hoàng cung. Rồi được rồi, câu 4. Các thầy Bà La Môn đã dạy kinh điển Vệ Đà qua dạy nghệ thuật kiếm cung cho thái tử. Các thầy Bà La Môn đã dạy nghệ thuật kinh điển Vệ Đà qua
Ồ, cái này là tài nghệ. Dạ. Sát tha ta dùng về ta qua các tài nghệ ha. Bỏ những nghệ thuật kiếm cung đi. Qua các tài nghệ. Các thầy Bà La Môn sao sư? Thầy Bà La Môn đúng rồi. Một đại dạy kinh điển về đa hòa các tài nghệ. Cho thầy tự bỏ mấy chữ đó đi. Đại chữ sách là ta thì là tài nghệ hoặc là nghệ thuật đừng tính. Câu số 5, thái tử Siddhartha và các hoàng tử đã học kinh điển về đà hay nghệ thuật khác. Hai nghệ thuật khác hay các nghệ thuật khác. Rồi, đó là câu số 5. Chân kéo xuống câu số 1, giữ chân kéo xuống câu số 1 chân. Thôi, ai thứ năm này thì sư bận cho nên lớp thứ năm mình đổi lại học thứ sáu ha. Lớp thứ năm đổi lại học thứ sáu. Và nghệ thuật kiếm côn á, tại vì chữ cá xếp bên trái này không có chữ số nhỏ số ít, nhiều chữ cá. Dạ bà sư, con xin nghỉ học hôm thứ sáu vì con đi miền Trung rồi ạ. À. Rồi xong rồi lớp nghỉ. Dạ, cảm ơn sư. Dạ, con chào sư. Dạ, dạ con. Dạ, lớp sư buổi học hôm nay ạ. À. Dạ, lớp học đã kết thúc. Con kính chi ân sư và bây giờ xin mời cô Phúc Hạnh thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo đến chư thiên ạ. À. Con hồi hướng ạ. Akasatha cha phum tu anagate kale. Sa thú. Dạ. Dạ con kính tri ân sư đã dành thời gian dạy Pali cho chúng con để hiểu rõ hơn về kinh điển và xin các tại lớp Bali 1 vào thứ ba hàng tuần vào lúc 19:30 và tới 21 giờ ạ. Chúc lớp an vui và ngày càng tiến bộ hơn. Dạ con kính tri ân sư, chúc sư giờ dạ, dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ con kính tri ân sư ạ. Kính tri ân sư. Dạ kính tri ân sư ạ. Con chúc cảm ơn ngủ các ngon. Bạn cán bộ lớp.